Không đội mũ bảo hiểm, phóng xe bốc đầu. Đôi nam nữ tại Bình Dương này phải nhận hậu quả không hề nhẹ. Còn anh chàng ở thành phố Hồ Chí Minh này thể hiện tinh thần yêu bóng đá của mình bằng mang quỳ lại và nhún nhảy giữa đường rất kỳ lạ và phản cảm. Ăn mặc phản cảm, chạy xe máy không mũ bảo hiểm, mang loa thùng phát âm thanh ồn ào, đi xe hơi vác chổi đưa ra giữa đám đông. Tất cả đều không phải là hành vi thể hiện tình yêu bóng đá của người có văn hóa. Trước đó, đối tượng Huỳnh Ngọc Thông, 22 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, về nhà hỏi tiền nhưng cha mẹ không đáp ứng nên đã quậy gia đình. Đối tượng dùng hung khí đuổi đánh cha mẹ. Sau khi người thân trong gia đình trốn khỏi nhà, Thông đã rút bình ga châm lửa đốt nhà và tự tử. Tuy nhiên, Thông không chết mà lửa thiêu rụi phòng bếp và tầng 2, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Được biết, Huỳnh Ngọc Thông đã từng có hành vi tấn công người thân trong gia đình. Tại thị trấn Tủa Chùa và các xã Mường Bán, Xá Nhè, Xín Phình, Mường Đun xảy ra mưa to kéo dài từ tối qua đến sáng nay, gây ra sạt lở đất và làm ngập úng nhiều nơi. Tuyến đường từ thị trấn Mường Bán, Xá Nhè bị sạt lở, ngập úng, cây to đổ xuống chắn ngang đường. Tuyến đường thị trấn đi Xín Phình có nhiều điểm sạt lở không thể lưu thông được. Tuyến đường Mường Đun, Đun Nưa có một điểm sạt lở với khối lượng 100 mét khối, gây ách tắc hoàn toàn. Tuyến đường từ trung tâm xã Lao Xã Phình, Lầu Câu Phình bị sạt 3 đoạn, trong đó có một điểm sạt lớn với chiều dài 30 mét, khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể lưu thông được. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Được biết, ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục tạm thời các tuyến đường, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Hai nhà thuốc đông dược bị kiểm tra là Vạn Tế Xanh và Vạn Trường Xanh, có địa chỉ tại đường Lê Thánh Tôn, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc đông y không hóa đơn chứng từ. Hai nhà thuốc vi phạm trên do ông Phan Hữu Tính và ông Ung Văn Niềm làm chủ. Qua kiểm tra hai cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng cát tông chứa hàng chục loại thuốc đông y không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, thông tin hướng dẫn. Trong đó có 5 thùng cát tông chứa các loại thuốc như thuốc giải độc gan, thuốc trị đường huyết, xoa bóp do chủ cơ sở tự sản xuất chưa được cấp phép. Thì lực lượng chức năng qua thành phố Cần Thơ đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ số thuốc đông dược nói trên để xử lý theo quy định. Khoảng hơn 2 giờ sáng tại quán ốc 10, số 380 Trường Sa, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một trận đập phá quán từ một nhóm thanh niên sau khi ăn uống xong. Nguyên nhân là do lời qua tiếng lại với nhân viên quán về cách nói chuyện, ngôn ngữ vùng miền trong giao tiếp đã gây ra hiểu nhầm. Nhóm thanh niên đã rượt đánh nhân viên quán và dùng vỏ chai ném tấn công người trong quán. Vụ việc đã được trình báo công an ngay sau đó. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm nhóm thanh niên côn đồ gây ra vụ việc này. Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Châu, sinh năm 1981, ngụ phường Long Phú đang lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ một bọc ni lông trong suốt, hàng kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng Châu cùng các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 23 bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, được cất dấu tinh vi trong và ngoài nơi ở của các đối tượng, một bình dụng cụ sử dụng ma túy, một xe gắn máy, một xe đạp, 930.000 đồng, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đó tiến hành bắt tạm giam 4 nghi can gồm Nguyễn Văn Thái Em, Võ Văn Hẹn, Nguyễn Thị Cẩm Châu, Nguyễn Nguyên Vũ. Cùng lúc công an cũng bắt tạm giam Nguyễn Kim Sương, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để điều tra về những hành vi có liên quan. Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, người đàn ông tên Khoa khoảng 30 tuổi điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 61A37565 đang trên đường chở con đi học về, di chuyển trên đường D5 hướng Thủ Dầu Một đi Bến Cát. Đến khu phố 1, phường Hòa Phú thì va quẹt vào xe máy do một nam sinh điều khiển. Người này đã đạp nhầm chân ga rồi lao tới tông liên hoàn vào 4 xe máy và 3 người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá ở vỉa hè. Hậu quả làm 2 người tử vong, trong đó người đàn ông tên Quảng Hàng Trung Vinh đang ngồi trên xe máy dừng chờ mua hàng, người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá tên Võ Thị Lệ Thủy và 3 người khác bị thương nặng. Không dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô kéo lê xe máy dưới gầm, tiếp tục lao lên, đâm đổ trụ cổng của một nhà dân rồi dừng lại. Xuất hiện trong clip cover Người Hãy Quên Em Đi của bố, con trai Bằng Kiều đảm nhận phần điệu đàn guitar. Người nghe dành nhiều lời khen và hy vọng cậu có thể nối nghiệp bố. Bản hit cũ của ca sĩ Mỹ Tâm, Người Hãy Quên Em Đi, được Bằng Kiều hát lại. Ca khúc mới ra mắt 2 ngày nhưng đã có gần 40.000 lượt người xem với hàng ngàn lời khen ngợi. Bản hit ấn tượng này một lần nữa nóng trở lại trên nền nhạc piano du dương và tiếng đàn guitar một mạc. Trong clip, con trai của Bằng Kiều thu hút bởi ngoại hình điển trai và khá phong cách, khả năng chơi đàn guitar giỏi. Có vẻ như Bằng Kiều đang hướng con trai mình nối nghiệp bố mẹ.
Hình ảnh cho thấy người chủ ghe này có kiểu cúng cô hồn rất lạ, không giống bất kỳ nơi đâu. Không vàng mã, vịt luộc, heo quay hay rải tiền mà bằng vịt sống. Khá nhiều vịt sống được tung ra sông để hàng chục người lớn nhỏ bơi giỏi, thi nhau giành bát tràn ngập tiếng cười reo vang động cả khúc sông. Hình ảnh do một khán giả bức xúc ghi lại và gửi cho tin tức Mekong phản ánh tình trạng nguy hiểm này. Như quý vị thấy, đàn trâu lên tới hàng chục con dàn hàng ngang rồi chạy tứ tung trên đường quốc lộ, khiến ai cũng khiếp vía. Theo người dân, tình trạng trâu bò thả rong trên đường phố như thế này thường xuyên xảy ra ở đảo Ngọc Phú Quốc và từng xảy ra không ít trường hợp trâu bò khiến người đi đường tử vong, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý bảo vệ tính mạng của người dân. Ngày 28 tháng 7, ông Lê Minh Ảnh, ngụ Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 5 cá thể gấu ngựa trọng lượng trên 100kg, một con, cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam mà không yêu cầu hỗ trợ khoản chi phí nào. Đây là 5 con gấu được ông Ảnh nuôi tại gia đình gần 15 năm qua, được Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang gắn chip quản lý. Bằng biện pháp dẫn dụ, bắn thuốc gây mê với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Tổ chức Động vật Hoang dã Châu Á, việc thu gom 5 con gấu đã thành công để chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó vào khoảng gần 12 giờ trưa, nhóm hiệp sĩ phòng chống tội phạm quận Tân Bình đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thành thì phát hiện hai đối tượng khả nghi nên âm thầm đeo bám. Hai đối tượng này lẻn vào một ngôi nhà đang xây dựng, không có người trông coi, lấy một chiếc máy cắt sắt và định tẩu thoát. Các hiệp sĩ ra tay truy đuổi, hiệp sĩ Hoàng lao xe tông thẳng vào hai đối tượng khiến chúng ngã nhào. Dù đầu gối bị thương chảy máu, người đội trưởng đội phòng chống tội phạm Tân Bình vẫn lao đến cùng đồng đội, bắt giữ được đối tượng trộm cắp bàn giao công an. Riêng đối tượng cầm lái đã nhanh chân tẩu thoát. Tại cơ quan công an, phường Tây Thành, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Hùng, 39 tuổi, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Đoạn video clip ghi lại hình ảnh dọc tuyến bờ kè Mậu Thân được đầu tư xây dựng khang trang, tuy nhiên rác thải lại biến một số khu vực trở nên nhếch nhác. Mặc dù nhiều nơi đã bố trí thùng rác công cộng, nhưng đa phần đều đã hư hỏng, người dân không còn cách nào khác là để rác trên bờ kè. Trong khi đó, một số hộ lại thiếu ý thức, quăng rác bừa bãi xuống kênh. Hiện tại, rác thải bị vứt tồn đọng, phần nào gây ô nhiễm nguồn nước và bốc mùi khó chịu. Người dân cho biết tình trạng trên đã diễn ra từ rất lâu, do khu vực có nhiều hàng quán ăn uống, nếu không giải quyết việc ô nhiễm, sẽ kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh học sinh đang tham gia trò chơi rất hào hứng tại một trường trung học phổ thông ở Cần Thơ. Hai học sinh khác giới đặt một tấm thẻ có hình dạng giống thẻ ATM lên môi và nằm xuống đất ôm nhau giữ chặt tấm thẻ rồi lăn một vòng, sau đó truyền cho người khác. Hình ảnh trên đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và nhận được không ít ý kiến trái chiều. Nhiều nhất trong số đó là phản đối vì trò chơi quá phản cảm và không có ý nghĩa giáo dục. Tôi không dám đánh giá đó là phản cảm hay không, nhưng với những thao tác và cái động tác, nó làm cho chúng ta thấy là nó không phù hợp lắm với lại thuần phong mỹ tục của chúng ta. Và đặc biệt nữa là những cái trò chơi đó và những cái động tác đó, nó lại lan truyền một cách rất là rộng rãi và nhanh chóng ở trên mạng xã hội, thì nó cũng làm có ảnh hưởng đến một phần cái tâm lý của giới trẻ hiện nay. Vụ việc xảy ra tại Cần Thơ chỉ là giọt nước tràn ly, bởi vài năm trở lại đây, hàng chục trò chơi với các động tác phản cảm được giới trẻ đua nhau thể hiện trong hầu hết các trò chơi tập thể. Lúc đầu là ngại ngùng, sau được mọi người hào hứng cổ vũ, nhiều bạn đã quá đà, cho đến khi nhận ra các clip ghi lại cuộc chơi đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Trong khi dư luận nhận định các trò chơi trên là không mang tính giáo dục, thậm chí dung tục, thì người trẻ lại hào hứng. Theo nhà chuyên môn, đây cũng là thực tế khi các trò chơi tập thể đúng tinh thần giao lưu trong sáng ngày càng ít dần. Tôi có cảm giác đó là hình như là giới trẻ của chúng ta thời gian gần đây là thiếu những cái trò chơi dân gian, hoặc là những trò chơi dân gian của chúng ta nó không còn phù hợp với giới trẻ trong thời hiện đại nữa. Do vậy cho nên là các bạn đã bị thiếu sân chơi. Do vậy cho nên là khi mà chúng ta tiếp nhận những cái văn hóa nước ngoài vào, thì chúng ta thấy là nó vui, nó cảm thấy là hào hứng.
thì bắt đầu là tiến hành làm thôi, hoặc là thực hiện thôi, chứ không nghĩ đến cái chuyện hậu quả về sau này hoặc là những cái tác động và ảnh hưởng sau này của những trò chơi đó. Thực tế người trẻ đang rất thiếu sân chơi và các trò chơi thích hợp để dung hòa và có thể tiếp nhận trò chơi từ các nước khác, nhưng phải có chọn lọc. Đặc biệt các hoạt động nên phải có sự quản lý hướng đến mục đích giáo dục và phát triển các giá trị tốt đẹp. Phản ứng của dư luận liên quan đến các vụ việc vừa qua đã gióng lên hồi chuông để những người có liên quan nhận thức rõ hơn trách nhiệm về mình, chứ không phải đùng đẩy trái bóng trách nhiệm như hiện nay.